Chào các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen năm 2024. Dòng Lenovo Legend được biết đến với hiệu suất cao và thiết kế cao cấp, nhưng lại đi kèm với một mức giá đắt đỏ. Trong khi đó, dòng LOQ mới dự kiến sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn dành cho những game thủ muốn một thiết bị mạnh mẽ mà không làm thủng túi của họ. Đây cũng là mẫu Lenovo LOQ 2024 mới nhất trang bị hiệu năng cực khỏe với chip Ryzen 57235 rtx 3050, quẩy nát mọi tự game. Lenovo LOQ 15 ARP9 được trang bị chip Ryzen 57235HS đi kèm với các đồ họa RTX 3050 siêu khỏe, giúp bạn tốt mọi tác vụ từ cơ bản đến phức tạp trong nháy mắt. Chơi tốt các tựa game như CS, GO, GTAV ở mức setting cao. Thêm nữa bạn có thể thỏa sức sáng tạo với các phần mềm thiết kế của Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere hay các ứng dụng 3D như Blender, Autodesk, một cách mượt mả và nhẹ nhàng. Lenovo LOQ15 ARP9 được trang bị màn hình 15,6 inch với độ phân giải Full HD cho mọi hình ảnh được hiển thị một cách chân thật, sắc nét nhất. Công nghệ màn hình IPS mang lại góc nhìn rộng và màu sắc sống động, giúp bạn thưởng thức hình ảnh chân thực và chi tiết. Ngoài ra với độ sáng 300 nits, đủ sáng để người dùng hoàn toàn sử dụng trong mọi môi trường ánh sáng gắt mà hình ảnh vẫn rõ nét. Hệ thống tản nhiệt tiên tiến trên Lenovo LOQ15 ARP9 đảm bảo rằng máy tính hoạt động một cách hiệu quả và ổn định. Với sự hiện diện của bốn ống dẫn nhiệt, hệ thống tản nhiệt này có khả năng tản nhiệt nhanh chóng và hiệu quả cho các thành phần bên trong máy. Việc giảm nhiệt độ giúp đảm bảo rằng máy tính không bị quá nhiệt, từ đó tăng hiệu suất và tuổi thọ của các linh kiện. Bàn phím của máy có tiết diện lớn, khoảng cách 1,5 mm hợp lý, hành trình phím sâu cho trải nghiệm gõ siêu mềm. Ngoài ra, bàn phím trên chiếc Lenovo này được trang bị thêm đèn nền RGB cho bạn những thao tác nhanh nhạy và chính xác. Touchpad có diện tích di chuột rộng rãi giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng và tăng tính tiện ích khi điều khiển các ứng dụng và giao diện trên máy. CPU AMD Ryzen 57235HS, 4C trên 8T, 3.2 trên 4.2 GHz, 2 MBL 2 trên 8 MBL 3. RAM 12GB DDR5 4800MHZ SODIMM. Ổ cứng 512GB SSD M2 2242 PC không cộng Các đồ họa Nvidia GeForce RTX 3056 GB GDDR6. Màn hình 15.6 inch FHD 1920 x 1080 144 hz Cổng kết nối 3 USB A, 1 USB C, DisplayPort 1.4, 1 HDMI, 1 jack 3.5 mm, 1 Ethernet RJ45, 1 power connector. Pin 60W, 4 cell, trọng lượng 2,4kg, hệ điều hành Windows 11, năm sản xuất 2024. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.